Tú Văn Mobile xin kính chào mọi người. Hôm nay thì em lên video để cập nhật cho mọi người một số máy iPhone XS, iPhone XR mà hiện bên em đang có. Tất cả thì đều là máy tuyển chọn mọi người nhé. Nói chung là về hình thức thì em không nói là máy của em đẹp nhất, nhưng mà về chất lượng thì đảm bảo mọi người là máy chưa bung chưa mở lần nào. Nói chung là những cái chiếc máy này thì cần phải đi tuyển chọn thì mới có được mọi người. Còn hiện tại thì hàng dựng, hàng đã qua thay thế sửa chữa rất là nhiều. Tất cả những chiếc máy này thì bên em đều áp dụng cái chính sách bảo hành là 12 tháng, miễn phí ship và tặng phụ kiện chất lượng và bao dùng thử trong 24 giờ nếu không ưng ý mọi người nhé. Thì vừa qua thì khi mà em áp dụng cái chính sách bao dùng thử trong 24 giờ thì cũng có một số anh chị, cô chú đã trả lại sản phẩm bên em mọi người nhé. Có những cái lý do như thế là, ví dụ như thế là dòng iPhone XS màn nó hơi nhỏ chẳng hạn. Thì đối với những cái lý do như thế thì nó không phải là lỗi của sản phẩm. Nếu đối với một shop khác thì chắc chắn là người ta sẽ không chấp nhận những cái lý do như thế. Nếu mà người ta có chấp nhận thì người ta cũng bảo hành đổi hoặc là người ta sửa cho mọi người. Nhưng mà ở riêng shop em thì shop em cho mọi người trả lại và nhận lại tiền, không cần bất cứ một cái lý do nào cả. Điều đó có ý nghĩa là bên em đảm bảo cho mọi người sự hài lòng. Chỉ cần mọi người không hài lòng là mọi người có thể trả lại sản phẩm và nhận lại tiền. Và thứ hai là bên em đảm bảo cho mọi người sự an toàn. Ví dụ mọi người có mua một chiếc máy iPhone của một shop đấy, mọi người cảm thấy là máy dựng, máy kém chất lượng, liệu mọi người có muốn đổi sang một chiếc máy khác hay không, hay mọi người muốn bảo hành hay không? Nếu mà một lần đầu mà người ta giao cho mọi người một chiếc máy kém chất lượng thì liệu lần thứ hai người ta có giao cho mọi người một cái máy kém chất lượng nữa hay không? Đấy, đấy là một câu hỏi rất là lớn, tại vì người ta đã gian dối từ đầu rồi. Thì ở trong trường hợp đó, nếu bên chủ shop cho mọi người trả lại sản phẩm và trả lại tiền thì đó là một cái giải pháp tốt nhất cho mọi người, an toàn nhất cho mọi người. Tại vì có thể là sản phẩm người ta đổi cho mọi người lần tiếp theo cũng là sản phẩm kém chất lượng. Đấy mọi người ạ. Ở trong 24 giờ dùng thử thì thứ nhất là mọi người cứ dùng thử thoải mái giúp em. Trong trường hợp mà mọi người chỉ cần không ưng thôi thì cứ điện lại cho em nhé. Thứ hai là em khuyến khích mọi người mang chiếc máy của bên em bán cho mọi người. Đi tất cả các tiệm ở trong vùng để nhờ họ kiểm tra xem là máy của Tú Vân Mobile bán cho mọi người có phải là zin hay không mọi người nhé. Ở đầu video thì em giới thiệu cho mọi người một cây iPhone XS phiên bản quốc tế 256GB. Về ngoại hình thì máy đẹp 99 mọi người nhé. Viên pin theo máy thì còn 85%. Máy zin áp chưa bung. Màn hình rất là sáng đẹp mọi người nhé. Nói chung là full chức năng. Camera của những cái dòng máy zin app như thế này thì nó rất là sắc nét mọi người nhé. Đấy, mọi người nhìn. Nó rất là sắc nét luôn. Loa to rõ. Đấy, chu tôn đầy đủ mọi người nhé. Chiếc máy này thì em để cho mọi người với giá là 7 triệu 500 nghìn mọi người nhé. Tiếp theo là một cây iPhone XS phiên bản quốc tế 256GB, máy có màu đen. Máy này thì về ngoại hình cũng rất là đẹp mọi người nhé, đẹp 99. Và về chất lượng thì cũng là máy zin áp chưa bung, chưa mở, chưa thay thế, sửa chữa bất cứ một cái gì. Máy chất mọi người nhé, máy tuyển chọn. Viên pin theo máy thì còn là 88%. Và chiếc máy này thì có date rất là mới, tháng 8 năm 2020. Trước đây em để cho mọi người mức giá là 7 triệu 700 nghìn nhé. Tiếp theo cũng là một cây iPhone XS phiên bản quốc tế 256GB. Về ngoại hình thì máy cũng rất là đẹp mọi người nhé, đẹp xuất sắc. Máy tuyển chọn. Về chất lượng thì máy này rất là chất. Thứ nhất nó là máy zin áp chưa bung. Thứ hai là pin theo máy thì còn 90%, một cái mức rất là cao. Và date của máy thì rất là mới mọi người nhé. Ngày sản xuất là ở tháng 9 năm 2020. Máy này thì em để cho mọi người mức giá là 7 triệu 700 nghìn mọi người nhé. Camera rất là đẹp.
Tiếp theo là một cây iPhone XR phiên bản quốc tế 64GB. Về ngoại hình thì máy đẹp 99 mọi người nhé. Về chất lượng thì máy là máy zin áp chưa bung, chưa thay thế sửa chữa bất cứ một cái gì. Máy zin nguyên bản nhà sản xuất mọi người nhé, zin từng con ốc một. Pin theo máy thì còn 92%. Máy này em để cho mọi người mức giá là 6 triệu 900 nghìn mọi người nhé. Tiếp theo là một cây iPhone XR màu đỏ phiên bản quốc tế 64GB. Về ngoại hình thì máy cũng đẹp 99 mọi người nhé. Máy qua sử dụng mà rất là đẹp. Về chất lượng thì máy cũng là máy zin áp chưa bung, chưa thay thế sửa chữa bất cứ một cái gì cả. Zin đến từng con ốc mọi người nhé, còn áp chống nước. Pin theo máy thì còn 88%. Máy này thì em để cho mọi người mức giá là 6 triệu 700 nghìn. Đây là một cây iPhone XS phiên bản quốc tế 64GB. Về ngoại hình thì máy đẹp rất là xuất sắc mọi người nhé. Về chất lượng thì máy cũng là máy zin áp chưa bung. Bên em bao với mọi người là máy chưa bung mở nhé. Đấy, rất là khác so với những bên khác. Những bên khác là chỉ bao cho mọi người là men zin màn zin thôi. Từ cái chiếc máy mà có chất lượng là men zin màn zin đến chiếc máy zin đến từng con ốc ấy, thì thật sự với mọi người là chất lượng nó khác hẳn luôn. Đấy. Và bên em đi nhập máy thì cũng phải trả cho nhà cung cấp thêm một số tiền để thứ nhất là người ta tiếp mình vào chọn. Đấy. Thứ hai là người ta bán cho mình những cái chiếc máy mà chất lượng nhất ở trong cái lô hàng của người ta. Về pin thì máy này còn 77% mọi người nhé. Thì đối với chiếc máy này thì bên em sẽ tặng cho mọi người một viên pin mới và giá bên em bán cho mọi người là 6 triệu 900 nghìn ạ. Tiếp theo là một cây iPhone XS phiên bản quốc tế 64GB. Về ngoại hình thì máy rất là đẹp mọi người nhé, đẹp xuất sắc. Về chất lượng thì cũng là máy zin đến từng con ốc mọi người nhé. Zin áp chưa bung, chưa thay thế sửa chữa, còn áp chống nước. Pin theo máy thì còn 80%. Chiếc máy này thì bên em cũng tặng pin mới nhá. Giá của chiếc máy này là 7 triệu 200 nghìn. Nếu mọi người không lấy pin mới thì bên em sẽ giảm cho mọi người một khoản tiền mọi người nhé. Mọi người lưu ý là pin bên em tặng là pin thứ nhất là pin chính hãng, pin chất lượng. Thứ hai nó là pin dung lượng cao mọi người nhé, nên là nó có giá đắt hơn khoảng gấp đôi với một viên pin bình thường, hoặc là gấp 3 đến 4 lần so với một viên pin kém chất lượng mọi người nhé. Mọi người đặt mua máy thì vui lòng liên hệ với em qua hai số hotline là 0818 463 888 hoặc 0763 911 666. Mọi người có liên hệ qua Zalo thì vui lòng liên hệ với em qua số thứ hai mọi người nhé. Địa chỉ của bên em ở Yên Lỗ Cẩm Yên Thạch Thất Hà Nội. Bên em thì ship hàng rất là nhanh mọi người nhé. Và khách hàng của bên em thì đa số là ở trong miền Nam. Miền Nam thì bên em ship hàng khoảng 2 đến 3 ngày mọi người nhé. Miền Trung và miền Bắc thì từ 1 đến 2 ngày. Và riêng đối với khu vực Hà Nội thì em sẽ hỗ trợ là mang một vài máy đi để cho mọi người chọn mọi người nhé. Ví dụ mọi người có thể là yêu cầu em mang 3 chiếc iPhone XS này đến cho mọi người để mọi người chọn một máy chẳng hạn đấy. Website của bên em là tuvanmobile.com. Cảm ơn mọi người đã xem video và em cũng rất chân thành cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã theo dõi và ủng hộ Tú Vân Mobile. Khách hàng của bên em hiện tại trên cả nước thì cũng khoảng 2.000 khách hàng rồi, qua rất là nhiều năm bán hàng thì cũng rất là chân thành cảm ơn tất cả mọi người.